Chào các bạn, trận chiến là một cuộc đàn áp tới nghẹt thở và những chiêu thức chống đỡ rất ngoan cường giữa hai cao thủ trẻ của làng cờ Trung Hoa, Vũ Tuấn Cường và Tường Dương Băng, giải dấp cấp liên tái mùa 2023. Ở trong trận này, Vũ Cầm Đỏ đã lựa chọn binh 7 tấn 1 tiên nhân chỉ lộ và Tưởng cũng đổi chốt lên, rồi Vũ mã 8 tiến 7. Sau khi Tưởng mã 8 nhảy lên thì Vũ bất ngờ lại chuyển thành trung pháo để tiến công ngay. Thấy vậy, Tưởng Dung Băng dùng mã còn lại phát triển bệnh phong chỉnh tề. Vũ dùng mã phải nhảy lên. Quyết định của Tưởng không phải lấy xây bình 8 như thông lệ. Tới đây, Tưởng 3 đã tấn 5. Bởi vậy, cuộc cờ bắt đầu xuất hiện ra những cao trào đầy hấp dẫn. Sau khi Vũ lấy xây lộ diện trực dọc để truy đuổi, bắt buộc Tưởng lấy xây bình 8. Rồi đoạn là gì? Mở pháo ra cánh biên tam bổ hổ, ngũ cửu pháo trận để tiến công vào bệnh phong mã phí hữu Tưởng. Đây là một kiểu khai quân đối công cực kỳ quyết liệt. Tới lượt của Tưởng, anh đã tiến pháo qua hà nhằm có thể giải quyết trước việc đối phương lấy xây bình 8, cũng chỉ cần dùng pháo này chém luôn cả chốt, thực lợi đầu tiên đã thu về, hoặc là tiến pháo qua hà phong tỏa, hoặc là tạt ra cánh biên mở đổi để lấy quyền dùng pháo nhòm Tưởng, khiến cho Vũ là người sẽ phải chần chừ. Cho nên quyết định của Vũ, Tưởng 3 đã tấn 1. Nước cờ này cũng ngăn cản binh 7 đối phương tấn thẳng qua hà, nhưng Tưởng quyết liệt lại tiến pháo lên để có thể giam cầm, và cũng như binh 7 thừa cơ đục lên ở giai đoạn sau. Nhưng đổi lại về phía cánh bên kia, tức là mạn phải, Tưởng Dung Băng cũng hoàn toàn không hề dễ chịu khi Vũ đã lộ diện trước đường xe của mình, cho nên tiếp tục tiến xe qua hà. Hòng là gì? Thứ nhất, đe dọa vào mã đường 3 đối thủ thì đã đành, mà thứ hai, ngăn tránh việc đối phương lấy xe 1 bệnh 2 kích đổi. Rõ ràng cả một cánh phải còn lại khó triển khai nếu như chủ lực phía bên kia bị tiêu đổi. Sức phản kích, tức là thế công của Vũ Tuấn Cường, không thể nào dễ dàng để gây dừng. Cho nên cũng là lý do Vũ đã phải thăng xe để có thể thiêu chiến thứ khác. Tưởng Dương Băng đưa C1 bệnh 3 giữ quân, rồi Vũ lựa chọn C4 đã tấn 5 để phòng thủ. Tới đây Tưởng dùng binh 7 tấn 1 ủi qua hà chờ đợi, và Vũ đã điều xe thoát vào mạn sườn. Bởi vậy, nước cờ phong tỏa trên đường 8 này, Tưởng Dung Băng nhất thời đã mất đi tác dụng. Quyết định của anh, xe 8 cũng dâng lên cửa hà. Rồi Vũ dùng pháo này để chém thẳng vào chốt ngay. Tưởng C4 tấn 5 làm dày với trung lộ, và Vũ dùng C4 tấn thẳng một mạch, lao thẳng qua hà đi sâu vào trận tuyến đối thủ, bịt ngay eo Tưởng, chuẩn bị cho một cuộc càn quét khá quy mô. Âm mưu tiếp tục sẽ là gì? Chúng ta sẽ được tỏ tưởng. Tới đây, Tưởng Dung Băng dùng chốt 3 tấn 1 để kích đổi. Đổi được thì xe 8 bệnh 3 vừa có thể tăng thêm một lớp quân để cố thủ, và cũng như chuyển trực tiếp truy đổi vào mã 7, lấy cơ hội mà phản kích. Giả thử lấy xe 3 bệnh 2 kích đổi cũng là một cách thức quá đơn giản để giải tỏa áp lực. Thế công của Vũ tạm thời sẽ tiêu tan. Cho nên ngay tại đây, Vũ quyết liệt thực hiện cho mưu đồ của mình còn ấp ổ. Sau nước cờ tiến xe để bịt eo Tưởng, pháo 9 tấn 1 để có thể truy đuổi ngay. Không phải chỉ mỗi ngựa, tức là nhằm chí tử vào Tưởng trung lộ. Tưởng biết vậy, cho nên dùng mã quay về, giữ chắc về đội hình, không cần vội vàng xua lên để tiến công ngay. Vũ Tuấn Cường đường cờ càng ngày càng quyết liệt, dùng binh 5 tấn 1 cấp công với những gì còn lại. Mặc dù rằng Tưởng có hai chốt đã đổ hà, tức là tới đây binh 3 cũng được lệnh ủi qua sâu ngay, nhưng chiến ngựa của Vũ đã chuẩn bị cho một lộ đạo có thể phát triển. Mã 7 tiến 5 phi vào trung lộ, pháo đầu mã đổi, hoặc là dùng chốt này ủi lên cũng chưa biết chừng, hoặc là ít nhất có thể tiêu diệt vào chốt. Mà dễ thấy quân binh này có vẻ không còn cửa nào để di chuyển cả. Quyết định của Tưởng Dung Băng đã điều xe vào kích đổi ngay. Không đổi lấy xe này mà rút chạy cũng chẳng còn lộ nào thích hợp. Khi mà bình đường 2 thì mã 7 tiến 8 đánh đuổi, và xe rõ ràng trước sau gì cũng phải tọt ra góc biên. Còn câu chuyện lấy C473 cũng vậy. Thậm chí đây là một nước cờ hoàn toàn tối tăm về tiền đồ cả công lẫn thủ, và sẽ bị Tưởng đánh cho một trận tơi bời. Pháo giáp mã, tức là pháo đầu mã đổi, không còn. Xe 6 chỉ cần tấn thẳng hai nước mà thôi, đội hình này chẳng mấy chốc mà tan rã ngay. Cho nên về phía của Vũ phải chấp nhận phương án này, mã 7 tiến đường 6, nhằm nhanh cho việc là dùng cả mã lẫn pháo truy đuổi đánh tan sức liên hoàn của mã trung lộ. Bởi vậy, Vũ không thể nào dốc chốt này qua, buộc lòng dùng mã 5 tấn 3 để chém chốt trước. Rồi Tưởng Dung Băng dùng pháo 8 rút chạy về. Nước cờ vừa kịp để có thể hóa giải thế công khá nguy hiểm của đối phương.
pháo có thể nhòm cả xe lẫn pháo biên. Cho nên Vũ muốn toàn thây, chỉ còn cách dùng C8 rời về hai trường để có thể ép đổi. Câu chuyện là dùng pháo này quật sang gần như là bắt buộc, và Vũ ra tay vào mã còn lại. Thật là bất ngờ, từ chỗ rằng đang còn oanh tạc rất mạnh về phía cánh phải đối phương. Nhưng sau một đòn cờ vừa rồi, thuận thế dương khiên, tới đây Vũ Tuấn Cường lại thành ra một thế công khá độc địa về phía cánh phải, mà Tử Du Băng gần như không thể nào kịp trở tay, khi cả xe, pháo và mã đều nằm tít ở cánh bên kia cả. Hiểm ác là quân mã đường 4 này chính là một mắt xích rất quan trọng cho hệ thống phòng thủ của Tưởng đang bước tới hồi nguy ngập. Chuyện là gì pháo này có thể nổ chốt, rồi xuất tướng để chờ đợi, hoặc là ngựa này có thể phóng qua. Còn chưa kể tới một âm mưu khá tàn độc khác là C4 chỉ cần rời về hai trường, pháo đường 7 Tưởng Dung Băng cũng phải tắc tử. Nguy cơ của Tưởng Dung Băng rõ ràng là nhiều không kể xiết, tới đây đã phải gấp gáp lấy pháo 173 để Tưởng tạo xuất cục để Tưởng này quăng ra bên này. Giờ đoàn dùng pháo 772 rút chạy ngay. Cách đi này giúp Tưởng Dung Băng có cơ hội lợi ra một tiên cờ, vừa thoát chạy pháo của mình nhưng hoàn toàn không phải bị động. Tức là dùng pháo 2 tấn thẳng 3 nước, Tưởng chín thoái 7, rời pháo còn lại sẽ lập đại công. Cho nên Vũ muốn tìm cách để hóa giải, đưa tướng quân xuất cùng ngay. Không phải chỉ mỗi việc là rút chạy, khi đây là một đòn cờ ngấm ngầm, Vũ có thể chuẩn bị sát cục mênh xe. Tức là pháo chỉ cần chém chốt, Tưởng Dương Băng chỉ còn cách đầu hàng. Cho nên trước sau gì cũng phải quay về hệ thống phòng thủ. Tưởng Dương Băng đã tiến pháo quấy rối ngay. Tướng của Vũ tấn lầu 2, rời lại rời 1, và Vũ đã bùng xi lên để hóa giải. Pháo không thể nào tiếp tục để quấy rối nữa, kiểu gì cũng phải giải sát cả. Và chỉ còn đúng một hướng giải là xi này đã phải bung lên. Câu trả lời của Vũ, mã 3 tấn 2. Thế quân phát triển đầy tự nhiên, nhưng chắc chắn hoàn toàn không hề dễ chịu đối với họ Tưởng. Cách còn lại là xi 6 tấn 5. Trước khi đối phương có thể nhảy mã chiếu một nước, kinh thành tán loạn cả, hoặc là pháo này chém thẳng vào binh giữa trung lộ thì cũng không còn gì. Còn tới đây thì sao, Vũ vẫn vậy, dùng pháo để chém chốt ngay. Tới đây tình cảnh của Tưởng Dung Băng thật là khốn đốn vô cùng. Cả xe pháo mã thì rõ đông, nhưng thậm chí không hề giúp ích gì được cho hàng tuyến phòng thủ mà đang tự làm chen chúc mình. Khi quân mã 4 muốn phát triển thì cần phải dùng pháo 3 để di chuyển, rồi mã 4 mới có thể nhảy sau, tức là tốn tới tận 2 nước cờ. Còn về việc của Vũ thì sao? Mã này sẽ tiêu diệt, bắt buộc pháo phải quật sang, giờ đoàn C4 tấn thẳng 2 nước. Và chỉ cần đúng một tiên cờ nữa là Vũ có thể thi hành xuất cục. Cho nên nếu như tìm cách để hóa giải, dùng pháo để chạy trước thì không ổn. Phương án cuối cùng của Tưởng Dung Băng để giải sát là đưa tướng quân xuất cục ngay, không còn cách nào khác cả. Rời Vũ bình pháo để vỗ mặt. Nếu như tướng quân vào cung thì không cần phải bàn, mã 2 tấn 3 xong việc. Cho nên mã 4 đã phi thành quả giác để có thể giữ vững trận địa. Một thế quân phòng thủ yếu ớt nhưng cũng chẳng biết làm sao cả, miễn cưỡng mà thôi. Tới đây Vũ lựa chọn dùng từ 9 tiến 7 để chém luôn cả chốt. Nước cờ đầy kinh nghiệm, khi mà Tưởng gần như không còn năng lực nào để tổ chức tiến công cả. Một pháo phía trên, xe pháo còn lại e rằng phải tốn tới tận vài chục nước cờ thì mới có thể nhập cuộc. Nhưng trong thời gian này, những gì còn lại của Vũ là ngũ tử, hai mã, một xe một pháo, và binh năm đã lao qua được hà và dọn sạch cả hàng tuyến phòng thủ của Tưởng cũng chưa biết chừng. Hãy cùng chờ đợi, tới đây Tưởng Dung Băng đưa xe 3 bình 2 thông tuyến ngay, rồi Vũ mã 3 tấn 2 cũng xuất kích được. Tiếp tục là mã 2 tấn 3, chiến ngựa này chắc chắn là tắc tử, không tài nào có thể ngăn cản. Tới đây Tưởng lấy pháo để tạt biên, xe lỗ 2 đã có thể tham chiến ngay. Lựa chọn của Vũ vẫn vậy, mã 2 đưa tấn 3 để có thể truy đuổi. Tưởng Dung Băng tấn chủ lực lên chiếu tướng trước, lựa chọn tướng quân quay về, giờ đoạn dùng pháo 3 tấn 1 để đe dọa. Tại vì sao không phải là nước cờ dùng pháo 3 thoái 1 để giữ căn? Tất nhiên rằng đòn này chẳng mấy chốc mà vô nghĩa cả, xe 4 bệnh 3 đổ để đe dọa, tức là chuyện dùng mã để tiêu diệt, rồi lấy xe chém luôn cả Tưởng, vẫn là xuất cổ. Cho nên Tưởng 7 ném ra cánh biên, thì cũng đơn giản, mã 3 tấn 2 nhảy chiếu tướng trước, rời đoàn tướng 6 bình 5 và dùng xe cắm chiếu, sĩ rời, rời tiêu diệt, tướng leo lầu, mất luôn cả sĩ còn lại.
đội hình tứ tử này đã vây giáp, kinh thành của Tưởng thì đã tan nát, chỉ còn phương án duy nhất là đầu hàng cho Sông Triền. Bởi vậy đó cũng là nguyên do tại vì sao ngay tại nước cờ này, sau khi đối phương tức là Vũ dùng tướng thoái một thì Tưởng đã lấy pháo tấn một để có thể bắt lại một trong hai mã của họ Vũ kia. Vũ giải quyết khá đơn giản, dùng pháo 4 tiêu diệt vào mã ngay. Nếu như lựa chọn dùng pháo quật sang mã bên kia, đây chắc chắn là một đòn cờ mà Vũ đã toàn tính kỹ càng, khi anh cũng chỉ cần lấy C4 72 đổ để đánh Tử. Và rõ ràng việc thiệt quân Tưởng Du Băng chỉ còn đúng xe pháo mà thôi, đúng nghĩa là hút cháo thật sự. Cho nên đó cũng là lý do ngay tại nước cờ này, Tưởng Du Băng biết rằng đã mất một quân chủ lực, gấp gáp lấy C278 để có thể vây đuổi. Nhưng Vũ chỉ cần đưa ngựa của mình rút chạy về. Tưởng Du Băng dùng xe cắm chiếu, tướng leo lầu, rồi tiếp tục dùng C8 thoái một, cũng chỉ là những nước cờ mang tính chất chờ đợi, tích lũy thêm thời gian mà thôi. Một xe một pháo liên công cho dù có chiếu cả ngày. Tới đây Vũ dùng tướng quay về và Tưởng bình pháo vào. Chuẩn bị là gì tác hợp ra một đội hình giáp xe pháo mà chắc chắn Vũ sẽ lâm nguy, tức là dùng pháo này chém đi sĩ. Nhưng việc để ngăn cản cũng rất đơn giản, lại bình xe sang đánh đuổi. Tưởng Dung Băng tới đây lại không làm được gì, dùng xe cầm chiếu, tướng leo lầu lại chiếu tiếp, tướng quay về rồi bình pháo sang để kê cản. Hồng là chuyện dùng pháo bắt trực tiếp vào xe, nhưng đòn cờ dùng sĩ 6 thoái 5 là không được khi C8 tấn 1 thành ra sát cục. Cho nên về phía của Vũ buộc phải lấy xe của mình rút chạy, bình đường 8. Nhưng không phải chỉ mỗi vậy, còn ngấm ngầm chờ đợi cho một âm mưu phản kích ở phía sau. Tưởng pháo 4 bình 7 đe dọa mã, đây cũng chính là cân bảo vệ, tức là mã chạy thì pháo tắc tử. Lựa chọn của Vũ đầu tiên dùng xe cầm chiếu ngay, pháo này quay về bọc lót, rồi đàn tiếp tục dùng mã 3 tiến 5 phi vào trung lộ. Hai mã liên hoàn kết hợp có thể giữ vào pháo giường, Tưởng Du Băng chẳng còn cơ hội nào cả. Quyết định là Tưởng 5 đã tấn 7. Rồi Vũ tới đây tung ra nước cờ kịch độc, dùng pháo 4 tả ra cánh biên. Và Tưởng 7 đã tấn 5, Vũ lại dùng pháo để tấn 1. Kiểu gì cũng mất tiếp một quân cờ cả. Nghĩ là chuyện dùng pháo này tiêu diệt sang pháo bên kia, mà câu chuyện sĩ rời về là không ổn, khi C8 chỉ cần đục thẳng vào sát cổ ngay. Còn việc giải sát biến cờ này dùng tướng vào trung lộ, thì tới đây pháo vẫn có thể ra tay như thường. Sĩ quay về, rồi mã có thể bắt lại sĩ trên cao. Tưởng nếu như tiến thì xe này thoái một, còn suốt đường còn lại thì sĩ còn lại mất mạng và cũng là ra chiêu. Cho nên giải theo phương án này thì cũng không ổn. Lựa chọn trong thực chiến, Tưởng Dương Băng đã phải buông cờ ngay, không còn bất kỳ một tí hy vọng gì kể cả về đường hướng tiến công lẫn phòng thủ. Còn trận cờ tiếp tục là lần quyết đấu vô cùng căng thẳng giữa nhị vị Hoàng Trúc Phong và Miêu Lợi Minh. Ván cờ với trận thức thuần pháo đầy hấp dẫn, Hoàng cầm đỏ pháo vào trung lộ, Miêu đã thuần pháo ngay. Giờ tới đây Hoàng mã phải nhảy thì Miêu mã 8 tấn 7. Hoàng xuất trực xe, còn Miêu tiến hoành xe. Lựa chọn của Hoàng dùng binh 3 tấn 1, còn Miêu mã 2 đã tấn 3. Song chính mã khá quy củ, Hoàng cũng vậy, mã 8 nhảy vào trong. Tới đây Miêu Lợi Minh dùng chốt 3 tấn 1. Hoàng lựa chọn một biến đánh cơ bản cổ điển, pháo 8 tấn thẳng của Hà. Hồng là gì? Em mã thứ nhất, hoặc là truy đuổi để nhằm vào chốt đánh Tưởng em mã thứ hai. Giải quyết của Miêu Lợi Minh, Tưởng 7 ném ra bên này. Giờ tới đây Hoàng dùng pháo đã tiêu diệt Miêu bình xe đường 2. Hoàng đưa xe bình 8 để giam cầm. Miêu tức khắc đã bình xe quá cô ngay. Thấy vậy Hoàng dùng xe tấn thẳng của Hà. Miêu đã dùng xe lao lên để có thể quấy rối vào mã 7. Bỏ mặc cuộc cờ chính thức trở nên một cao trào đầy khốc liệt khi Hoàng đưa xe tấn kỵ Hà. Nghĩ là câu chuyện bỏ mã ngay từ đầu, nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là chiêu thức bỏ trước rồi đoạt sau. Nếu như Miêu lấy C473 tiêu diệt thì binh 3 của Miêu cũng phải mất mạng. Ngựa này còn đúng một chốn là đi được, hoặc là dùng mã 7 quay về trung lộ, hoặc là mã 3 thoái về cung. Nhưng cũng bởi vì vậy mà trận địa bị giam cầm hết thảy, đồng quân nhưng chen chúc và còn vô số những điểm hở để Miêu có thể thừa sức đánh phủ đầu. Cho nên đó cũng là lý do ngay tại đây thì về phía của Miêu lấy pháo để tạt biên kích đổi. Hoàng mượn vào pháo đường 3 giữ căn, quyết định lấy xe còn lại tiêu diệt chốt ngay.
để cho Miêu là người chủ động xe hai tấn thẳng ba nước. Hoàng tới đây dùng pháo đâm quật Giang, vẫn đe ra một chuyện, hoặc là dùng xe 7 tấn thẳng hai nước kích đổi vào mã còn lại. Và thứ hai, dùng binh 3 tấn 1 đe dọa bay thẳng qua Hà để kiềm chế mã bên kia. Cho nên Miêu tức khắc dùng mã 3 thoái về đường 1 để có thể giải bỏ mối nguy trước. Giờ tới đây Hoàng cũng vậy, đưa mã 7 của mình rút chạy ngay. Miêu tấn C1 để có thể đe dọa. Mã 9 tấn 7, giờ đoàn đảo xe vào bắt ngay cả mã lẫn tường. Hoặc là dùng pháo này có thể bay qua Hà chém được chốt để có thể giữ căn cho mã biên thì đã đành. Mã biến lúc này có thể đánh vào pháo phía trên. Nếu như lựa chọn của Hoàng Trung Phong, mã 7 quay về trung lộ, cho nên nước cờ còn lại là mã 3 đã nhập cung ngay. Nhưng tới đây lượt của mình thì Miêu cũng quyết liệt dùng pháo để chém chốt, kích đổi cho bằng được. Không đổi thì thế quân của Hoàng Trung Phong trở nên quá yếu mỏng, quyết định mã 7 tiến đường 9 ngay. Rồi Miêu mã 1 tấn 2 để tiêu diệt. Bàn cờ chính thức đã được đơn giản hóa đi rất nhiều. Nhưng rõ thấy ngay tại đây, chỉ cần một nước cờ tiếp tục là dùng pháo nổ thẳng vào binh ở giữa trung lộ, cuộc cờ của Hoàng Trung Phong đẩy dễ những sự bất lợi, cho nên đã lựa chọn dùng mã 5 tiến 7 giải thoát trong vội vàng. Miêu cũng vậy, đưa ngựa của mình rút chạy ngay. Còn tới đây thì Hoàng đã điều xe vào vây đuổi mã. Mã này phóng thẳng vào trung lộ là một nước cờ khá bất ngờ. Hoàng cũng chỉ cần chờ vậy xây pháo tiêu đổi để ngăn cản đối phương. Thứ nhất là dùng mã này đe dọa vào chốt của mình, và thứ hai là trực chờ mã 5 có thể tiến 6 ra một nước ngoài tàu khá nguy hiểm. Tới đây Miêu lợi mình dùng pháo cuột lên như là một đòn cờ có sự chuẩn bị. Tượng 7 đã tấn 5 thoát thân ngay. Rồi Miêu tượng 3 cũng tiến 5 để phòng thủ. Thấy vậy Hoàng dùng chốt 7 tấn 1 và Miêu đã bổ sĩ. Rồi Hoàng sĩ 6 tấn 5. Tiếp tục sẽ là gì? Binh 5 tiến 1. Kiểu gì thế công bằng chung pháo, Miêu Lợi Minh không thể nào tiếp tục mà duy trì. Chiêu sau gì cũng phải chạy, đưa pháo tả tít ra đường biên. Tới đây Hoàng vẫn dùng binh 5 để tấn 1. Miêu trả lời dùng pháo 8 tiến thẳng lên ngay. Đây chính là đòn cờ thứ cướp, hòng đe dọa một pháo đổi về hai mã. Lựa chọn của Hoàng Trúc Phong cũng khá bất ngờ là sĩ này đã bùng lên. Nghĩa là chuyện Miêu chỉ cần đảo xe sang hướng bên kia. Một là bắt sĩ, hai là đe tường. Nhưng cách giải của Hoàng Trúc Phong cũng tỏ ra đầy dẫy những sự khó hiểu. Bỏ mặc tất cả mà dùng xe 6 rời về hai nước ngay. Tới đây Miêu Lợi Minh lấy xe này tiêu diệt một sĩ, thực lợi thì rõ ràng. Nhưng Hoàng cũng không phải là tay vờ. Gần như anh đã chủ động tính toán trước tất cả, chủ động lấy xe này bệnh sang để giam cầm. Pháo đường 8 không đi được, hay nói chính xác hơn là những sự di chuyển thuận lợi, hoặc là dùng pháo 8 tấn thẳng hai nước để chờ cho việc xe này có thể lấy luôn cả sĩ còn lại. Cho nên cuộc cờ tàn này về phía của mỗi vị còn đúng tam tử. Nhưng chắc chắn không phải vì Miêu Lợi Minh có xe pháo mã đầy đủ binh chủng mà dễ chơi. Khi Hoàng Trúc Phong còn lợi trắng ra cả hai chốt, đặc biệt rất đáng kể binh 3 và binh đường 7, ít nhất là có thể đưa một quân để qua Hà. Hai mã ở vào một tư thế tương đối linh hoạt. Còn về phía của Miêu, tới đây đã lựa chọn dùng pháo 8 binh 7 thoát khỏi cảnh giam cầm. Đây cũng là lý do tại vì sao Hoàng đã chủ động phế một sĩ của mình. Đường cờ táo bạo nhưng lại rất cao. Tới đây Hoàng Trúc Phong mã 7 đã tấn 5 thì Miêu dùng pháo 7 để tấn 1. Rồi Hoàng đưa mã 9 tiến 8 xua vội qua Hà. Miêu đưa pháo để tạt biên chờ đợi ngay. Nước cờ cầm đáy tiếp tục. Nhưng Hoàng cứ bỏ mặc, dùng mã 8 tiếp tục thúc tới xem như chẳng có chuyện gì. Mã có thể nhảy chiếu ngay được, hay là nước cờ đe dọa vào tường, hoặc là xe 2 có thể tấn lên truy đuổi đồng lúc cả mã lẫn tường biên. Tới đây cách giải của Miêu đưa tướng quân xuất cung như là một đòn cờ mang sự chuẩn bị đầy đủ. Thứ nhất là gì, nước mã nhảy chiếu chẳng còn nguy hiểm, và thứ hai, xe trực tiếp đe dọa vào sĩ đáy của đối thủ. Nhưng cách giải của Hoàng Trúc Phong lại một lần nữa làm tất cả mọi người cũng như đối thủ sẽ được một phen bất ngờ. Mã 5 thoái về đường 3. Nghĩ là chuyện lấy xe này chém luôn thì sao? Về phía của Hoàng đã chuẩn bị cho một phương án chu toàn. Bỏ một mã nhưng những gì mà anh nhận lại được lại rất đáng kể. Lấy xe này vỗ mặt ngay. Tướng mở vào thì mã 6 tấn 7 rất cổ, cho nên sĩ này phải bung lên và rõ ràng là mất mạng. Tướng quân lúc này mới có thể vào. Nhưng kinh thành cũng vì vậy mà tan tác cả. Khi tới đây tượng trung lộ tiếp tục lại mất mạng. Mã 7 nếu như quay về
thì ngựa này vẫn nhảy chiếu tướng xuất cung rồi bệnh xe tấu sát. Cho nên buộc lòng hoặc là tướng quân xuất cung hoặc là sĩ này bung lên, câu chuyện cũng giống nhau cả. Xe này lại tiếp tục tiêu diệt luôn cả mã, tạo ra một cuộc đổi, màn bỏ trước rồi đoạt sau vừa rồi. Hoàng Trúc Phong đã có một thể tiến công hoàn toàn áp đảo. Khi kinh thành tới đây của Miêu chính thức còn có phân nửa về hàng tuyến sĩ tưởng, e rằng không thể nào đủ sức để cầm cự với những gì còn lại của Hoàng Trúc Phong. Thế công quá lớn mạnh, không những rằng có xe và mã tiếp cận, mà tới đây những quân chốt còn lại thừa sức để cua hạ. Miêu không còn một cơ may nào để vùng vẫy cả. Cho nên đó cũng là toàn bộ lý do cho nước cờ dùng mã để phía không của Hoàng rất cao. Và cũng là nguyên cớ vì sao mà Miêu không thể nào lấy xe tiêu diệt, buộc phải lấy pháo chính của mình rút chạy. Rồi Hoàng lại rời xe về đánh đuổi, ngăn cản đối phương thừa nước cờ dùng xe chém thẳng vào trung tướng của mình. Miêu lợi minh mã bảy tiến đường sáu ngay, mời đổi trực tiếp là gì, đe dọa vào mã bên kia. Cho nên Hoàng đã bổ di lên đánh đuổi, ép buộc đối phương phải là người ra tay. Rồi đoạn là gì, có phải lấy xe này diệt pháo? Tất nhiên là không được, khi mà mã sáu của Hoàng sẽ phải tắc tử. Câu trả lời dùng binh năm tấn một ngay. Nhưng cuộc cờ cũng vì vậy mà từ từ bước lên cao trào hấp dẫn hơn khi Miêu dùng xe chém được một tường. Hàng tuyến sĩ tưởng tới đây mới thật sự là nguy ngập, còn đúng phân nửa. Lựa chọn của Hoàng dùng chốt này tiêu diệt vào mã. Và rõ ràng, về phía của Miêu đang còn vất vả để giải quyết với việc pháo chín rơi vực hiểm cảnh. Nếu như dùng pháo này rút chạy một mình thì xe trung tâm tắc tử, cho nên buộc phải Miêu lấy xe tạt biên mới có thể giữ nổi. Rồi Hoàng dùng binh 4 tiến một ngay. Thế quân từ từ đã lớn mạnh, Miêu lợi minh còn đúng một hy vọng là binh đường 5 không thể nào để đối phương tiêu diệt. Hoàng Trúc Phong có chốt còn lại cũng tấn qua được hà. Miêu lại dùng xe chém được chốt biên. Rồi Hoàng đưa chốt 7 tiếp cận, Miêu binh biên cũng tiến một. Mỗi bên đều có hai chốt sắp sửa đã đổ được hà. Nhưng thế công của Miêu là một pháo có thể giam cầm được chủ lực mạnh nhất của Hoàng Trúc Phong. Đây chính là cơ hội. Hoàng Trúc Phong lấy chốt 4 bệnh 3 ngay. Rồi Miêu đưa chốt tấn 1, Hoàng lại rời di về. Hòng là gì, câu chuyện giam cầm Miêu không thể nào duy trì mãi được. Khi xe này Hoàng đã có thể tiến lên, ít nhất là gì dùng xe cầm chiếu rồi kết hợp với chốt còn lại, mã thì đứng bên kia. Miêu lợi minh quay tưởng về cố thủ trước là một nước cờ phòng thủ nguội. Hoàng đưa chốt 3 tấn 1 ngay. Miêu tới đây thật là bất ngờ, dùng chốt 9 bệnh 8 để kê vào. Tại vì sao lại như vậy? Để cho Hoàng lấy xe tiêu diệt được chốt, nhưng đổi lại Miêu có thể bệnh xe quấy rối ngay. Tướng quân rõ ràng là phải vào, nước cờ rời sĩ lên để hóa giải. Như đòn cờ lúc mà xe đối phương còn chìm đáy, rõ ràng tới đây không thể nào làm. Là cơ hội Miêu tiếp tục bệnh xe vỗ chiếu, tướng phải vào, tích lũy thêm thời gian vậy đã đủ để bệnh xe sang đe dọa lấy sĩ đáy của đối phương. Nhưng không vì vậy mà Hoàng tỏ ra quan ngại, lấy xe tạt biên đánh đuổi, pháo lại vào, rồi lại đuổi, pháo lại ra, lúc này là tấn 1. Có phải là chuyện bắt chốt hay là sẽ đưa vào chủ động để kích đổi nhằm phá bỏ đi thế công duy nhất của Miêu lợi minh, để bàn cờ chính thức sẽ chuyển tàn với những gì còn lại của nhị vị, còn một pháo, hai chốt, còn người bên kia thì còn pháo, cũng còn tới hai binh. Tới đây Miêu lợi minh tranh thủ dùng xe chém luôn sĩ ngay. Tướng của Hoàng rõ ràng là phải xuất cung, rời đoạn đưa chốt này tấn 1. Nước cờ này là ngấm ngầm nhờ xe thuyền đáy giữ căn, tại vì mã sáu thoái năm diệt chốt thì xe này chỉ cần móc thẳng vào và lấy mạng. Cho nên quyết định của Hoàng Trúc Phong bệnh xe sang để có thể đe dọa, Miêu lúc này mới rời xe về, tướng quân leo lầu, rồi đưa chốt thoát thân ngay. Hoàng cũng dùng chốt 3 để tiếp cận. Tới đêm Miêu lại dùng pháo rời về ba nước, và Hoàng đưa binh 3 để tấn 1 ngay. Tới đêm Miêu đưa pháo tả tít sang mạn bên kia, rồi Hoàng cũng dùng chốt 7 tấn 1, và Miêu đưa chốt 4 tiến lên ngay. Thêm một nước cờ nữa, tức là câu chuyện quân chốt còn lại của Miêu chẳng khác nào là một chiến xe thứ hai cả. Cho nên đó cũng là lý do Hoàng Trúc Phong cờ này không thể nào chần chừ, đành phải ra tay tiêu đổi. Bởi vậy cuộc cờ sẽ trở nên hấp dẫn hơn cả. Nghĩa là câu chuyện đổi xe đầu tiên là bắt buộc, thì chốt này chỉ cần đưa vào bảo toàn. Và mỗi vị về phía của Miêu lợi minh còn pháo hai chốt, nhưng sĩ tưởng lại toàn. Còn về phía của Hoàng Trúc Phong còn mã ba chốt,
nhưng hàng tuyến phòng thủ thì đã bị đánh cho tơi tả. Cho nên về phía của họ Miêu đưa chốt này mở tấn lên được, về phía của Hoàng cũng không hề dễ thở. Nhưng câu chuyện ngược lại, kinh thành đang còn vẹn toàn của Miêu Lợi Minh bị thời tứ tử của đối phương vây giáp, đặc biệt chiến ngựa ở giai đoạn cờ tàn dễ chơi hơn pháo rất nhiều, thì rõ ràng Miêu còn rất nhiều điều để lắng lo. Quyết định là dùng pháo 2 rời về, hòng đánh từ chốt nhưng không được, binh 7 tấn 1 lại truy đuổi, pháo buộc phải rút chạy, tả ra đường biên. Tất nhiên rằng còn chờ cho một việc là Sĩ Năm chỉ cần bung lên đủ để làm cho quân binh này phải cảm tử vô tưởng, Miêu sẽ được lợi. Cho nên Hoàng đã bẩn cho ra đánh đuổi, pháo của Miêu tấn chạy, giờ tiếp tục đưa ngựa rút về, ngăn cản là binh này không thường đi được. Tất nhiên, rời Miêu bẩn pháo ra, Hoàng dừng chốt để tấn một tiếp cận từ ngày, Miêu tượng 7 ném lên biên ải. Rời Hoàng trước phong dừng tướng quân thoái về, nước cờ ly tán tưởng để phục vụ cho một mưu đồ thứ cấp của Miêu Lợi Minh, tưởng 5 đã tấn 3 đuổi mã ngay. Hoàng đưa ngựa phóng vào trung lộ đuổi lại chốt. Chốt này lại bành vào. Tiếp tục là mã 5 tiến 3 đe dọa tượng bên kia. Tượng 9 tiến 7 cách thoát duy nhất. Rồi thứ khác lại bành chốt vào. Tướng quân phải vào trung lộ. Đoạn là gì? Chốt 8 bành 7. Tam quỷ phách môn e rằng Miêu không thể nào tránh khỏi một cuộc cờ đẩy dẫy những sự bất lợi. Khi binh này mật tiến lên ư, chắc chắn là một con đường viễn chinh đầy gian khổ, Miêu không phải là tốn ít ỏi về thời gian. Tới đây Miêu đã bình pháo vào trung lộ vỗ chiếu trước, tướng quân xuất lộ bên kia, rồi đưa pháo tả ra kính biên để thay đổi. Nước cờ dài bỏ mặt tướng của đối thủ, hòng cũng chỉ để giải sát và tránh đi áp lực sau đoàn cờ tiếp tục của đối phương. Hoàng lấy chốt 7 bình 6 mà thôi. Tức là tới đây về phía của Miêu lại dùng pháo 9 thoái 1, hoàn toàn có thể phòng thủ. Và Hoàng dùng chốt 4 tấn 1 ngay. Đây lại là một thủ đoạn rất tinh xảo. Khi sĩ nếu như tiêu diệt thì binh 6 chỉ cần tấn 1 lập được đại công, cho nên Miêu cũng không thể nào ra tay vội vàng, tới đây đã phải bung sĩ lên. Nhưng đòn này còn khá tích cực khi pháo có thể đánh từ được một binh. Nếu như binh 4 tiến 1 tất rằng sẽ toi mạng oan uổng, lựa chọn là chốt 6 cảm tử vào sĩ đánh ngay. Miêu Lợi Minh đưa tướng quân xuất cung, tiêu diệt được một chốt và hai quân binh của đối thủ đã sớm trở thành mục tiêu, chỉ cần lợi dụng vào pháo biên của mình hoàn toàn có thể có chút hy vọng. Nhưng chuyện có dễ dàng, tới đây Hoàng Trúc Phong đưa ngựa quay về nhỏm dĩ, nhưng Miêu cứ bỏ mặc dùng pháo 9 tấn thẳng ba nước, thậm chí là cổ võ cho việc này. Nhưng nếu như lựa chọn dùng mã 5 tiến 6 thì sao? Chỉ cần một nước cờ đơn giản là dùng tướng 4 tiến 1, và rõ ràng là quân ngựa này không hề có cách để giải quyết được. Cho nên đó cũng là lý do ngay tại nước cờ này, về phía của Hoàng đưa mã quay về đánh đuổi cả đôi, bắt buộc là Miêu Lợi Minh dùng pháo tấn 1, và cái giá phải trả là binh còn lại cũng mất mạng. Miêu Lợi Minh gần như đã mất hết hy vọng về đường hướng tiến công, lại miệt mài dùng pháo 9 tả sang lỗ bên kia. Rồi Hoàng Trúc Phong phóng ngựa lên, Miêu lại rời pháo về đe dọa chốt, nhưng Hoàng đã thủ sẵn mã 6 tấn 7, vừa nhảy kê cản lại chiếu trả, bắt buộc là tướng quân tấn 1, rồi đưa chốt 4 bệnh 3, hòng giải nguy. Tới đêm Miêu dùng binh biên tiến 1, để có thể thay thế cho quân binh vừa bị mất ở giai đoạn trước. Tới đêm Hoàng dùng chốt 3 tấn 1 ngay, rồi Miêu lấy tường rời về, và Hoàng Trúc Phong tường 6 bệnh 5, Miêu tiếp tục lại đảo tường. Hoàng tới đây đưa mã quay về trung lộ, thì Miêu tường 5 đã tấn 3. Hoàng dùng mã đảo sương hướng bên kia, thì Miêu đã dùng pháo 8 thoái 1 để có thể phòng thủ. Tới đây Hoàng Trúc Phong đưa tướng xuất công ngay, ngăn cản sĩ này tất nhiên là không đi được, bởi vậy nước cờ dùng pháo để thoái về cung, chắc chắn là họ Miêu có thể giải quyết áp lực cho đòn cờ chốt 4 bệnh 5 của đối thủ. Tới đây Miêu Lợi Minh dùng chốt biên tiến 1, rồi Hoàng đưa mã quay về trung lộ, và Miêu dùng tướng thoái về cung, Hoàng lấy tướng 6 bệnh 5. Miêu tiếp tục lệnh đảo sĩ về tìm cách để cố thủ. Chốt này mà tiêu diệt vào, quân binh phía bên kia không thể nào toàn thây được, khi mà mã đang ở quá xa. Cho nên đã lựa chọn mã 3 tấn 5 gần thêm một đoạn, và chắc chắn sẽ tìm cơ hội để ra tay. Cho nên Miêu đã rời sĩ về để rút chạy, Hoàng phóng ngựa qua truy đuổi. Không phải là chỉ mỗi pháo khi quân sĩ đường đáy này cũng bị đe dọa,
tức là chốt 4 của Hoàng Trúc Phong chỉ cần tiêu diệt, rồi lợi dụng mặt tướng bệnh vào thành sát cổ. Nhưng về phía của Miêu còn một cách để hóa giải việc này là pháo 273. Chốt này tiêu diệt thì chỉ cần dùng pháo 3 tấn 1. Hoàng Trúc Phong không còn cách khác đành phải bắt tay để hòa. Khi chốt này đưa vào thì tướng leo lẩu ngay. Chốt này chiếu thì tướng 4 cũng chỉ cần tấn 1. Mã quay về thì tướng sẽ vào trung lộ. Rõ ràng là Hoàng Trúc Phong đã sớm hoài công cho cách để tổ chức tiến công của mình. Nhưng trong trận thực chiến thì sao? Lúc này thời gian đã cận kề, cũng là lý do mà Miêu Lợi Minh gấp gáp dùng pháo này chém luôn cả chốt, cứ nghĩ rằng sẽ cầu được hòa với hình cờ tiếp tục. Sau khi Hoàng Trúc Phong lấy chốt tiêu diệt, rồi Miêu Lợi Minh đi nước chờ, Hoàng chỉ cần đưa chốt vào để bắt được sĩ ngay. Nhưng tất nhiên chốt này tiêu diệt thì sẽ lột. Lựa chọn của Miêu Lợi Minh đưa chốt để chờ đợi, Hoàng đã quay mã về. Miêu bệnh chốt, Hoàng phóng ngựa lên, Miêu tiếp tục lại tháo tường, Hoàng nhảy mã ra. Để có thể đánh tử được một sĩ, chắc chắn vậy, nếu như sĩ 6 tấn 5 càng nguy ngập, khi chốt này xuyên tâm ngay, cho nên dùng tường 4 tấn 1, mã có thể nhảy chiếu ngay được. Thì tới đây tướng quân leo lầu, làm cho quân chốt đối phương đã lột, vậy thì Hoàng có thể thắng được hay không? Khi mà còn một nước ngừng ở phía trên khá tích cực khi chốt 3 có thể đưa vào, làm vô hiệu hóa mặt tướng của Hoàng Trúc Phong. Tới đây Hoàng dùng mã 4 thoái về, rời Miêu tưởng 5 đã tấn 3. Hoàng tháo mã về đường 3, thì Miêu lại đảo tường. Hoàng dùng mã 3 thoái đường 4 ngay. Bởi vậy mới nước cờ đưa chốt vào tất nhiên là không ổn. Miêu cứ vậy lại nhấp nước ngừng chờ đợi. Nhưng Hoàng chỉ cần nhảy mã lên một nước, Miêu đành phải nhận thua. Rõ ràng đây không thể nào là một phương án vẹn toàn mà Miêu cố thủ được lâu dài. Chuyện là gì mất chốt thì thua, mà giữ lại chốt cho dù có tháo chạy bất kỳ cửa nào thì cũng vậy cả. Khi mà chốt 4 bệnh 5, tướng quân không đi được, cho nên trước sau gì chốt 4 cũng phải đưa vào mất mạng, và Hoàng Trúc Phong thành ra một thế thắng cơ bản. Một trận cờ vần vũ rất hay giữa nhị vị cao thủ. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.